AirPods, camera chạy theo xu thế giống Android. Những thông tin hé lộ liên quan tới thế hệ iPhone 2019, tạm gọi là iPhone XZ, tiếp tục trở nên nóng hổi trong bối cảnh chỉ còn hơn 4 tháng nữa là Apple sẽ ra mắt sản phẩm. Gần đây, tờ Bloomberg đã tổng hợp lại những thay đổi về thiết kế, tính năng được cho là sẽ xuất hiện trên mẫu iPhone mới, đồng thời khẳng định rằng Apple có thể ra mắt tới 3 dòng iPhone trong năm 2019. Trong đó, Đáng chú ý nhất phải kể tới việc cụm camera trên iPhone 2019, tạm gọi là iPhone XC, sẽ được làm lại, nâng tổng số camera lên thành 3 đối với cả bản thường và bản mắc. Trước đây, Bloomberg từng khẳng định IPHONE 2019 sẽ có ống kính siêu rộng, giúp nâng tối đa góc nhìn khi chụp. Tuy nhiên một số nguồn tin cho rằng đây là ống kính 3D, giúp cải thiện chiều sâu hình ảnh. Cải tiến tiếp theo cũng là về camera, đó là việc iPhone XC sẽ có khả năng zoom tốt hơn, đáng chú ý camera thứ hai trên iPhone 2019 có thể cũng sẽ nâng cấp khả năng zoom. Nhiều khả năng, Apple lấy cảm hứng từ mẫu HUA -E p EIP30 PZO với khả năng zoom quang học lên tới 50x, tạo ra kỷ lục mà chưa một smartphone nào đạt tới. Camera trên iPhone XC -E cũng được cho là sẽ đi kèm tính năng tự động sửa ảnh, thậm chí tái hiện hình ảnh nếu lỡ không may bị cắt mất. Cả ba dòng iPhone mới cũng được Bloomberg cho rằng sẽ có thể sạc cho những thiết bị khác như AirPods, Apple Watch thậm chí là những chiếc iPhone khác bằng cách tiếp xúc mặt lưng của chúng với nhau, đây là một tính năng hợp lý do Apple từ lâu đã sở hữu hệ sinh thái với nhiều sản phẩm, phụ kiện khác nhau. Nguyễn Nguyễn